liên tiếp cho các bác một số mẫu đồng hồ bãi nhé. Chiếc đầu tiên là mã số 24 này, có giá là 2,6 triệu, đồng hồ Senco ạ. Đồng hồ cơ này, có ngày tháng nhé, Senco automatic này. Sai mặt 36 ạ. Số 24 có giá là 2,6 triệu. Tiếp theo là một chiếc đồng hồ. Số 25 có giá là 3,5 triệu. Made in Japan ạ. Đây. Chiếc có made in Japan đây ạ. Đồng hồ cơ ạ, có ngày tháng, vẫn còn tem luôn, chưa bóc tem này, đến từ Nhật ạ, số 25, giá 3,5 triệu nhé. Size mặt 34, tiếp một chiếc đồng hồ số 26 có giá là 1,2 triệu của nữ ạ. Đây có chữ Swatch nhé. Đây Swatch đây. Chữ hơi bé. Swatch của Thụy Sĩ ạ. Mario này, Valentino ấy. Chiếc đồng hồ của nữ. Số 26 có giá là 1,2 triệu. Tiếp đến là một chiếc đồng hồ của nữ dây da nhé. Dây đỏ, đỏ đỗ này. Số 27 có giá là 450k. Size mặt 22. Số 27 có giá là 450k của nữ ạ. Chiếc 26 này size mặt 29. 30, size mặt 30. Nên tiếp số 28 có giá là 3,7 triệu. Đồng hồ cô đan cá heo này. Chiếc đồng hồ cơ ạ. Vẫn còn tem nhá. Chưa bóc tem luôn. Dây bằng thép không gì ạ. Em nó có size mặt, có size mặt là 35. Tiếp một em Valentino này. Số 29 có giá là 1,3 triệu. Size mặt 33. Nên một siêu phẩm Rolex, số
số 30 có giá là 3,9 triệu này. Một em cơ Rolex dây da nâu này. Siêu bóc tem. Siêu phẩm. Size mặt 35. Tiếp một em Koran cá heo này. Số 31 có giá là 2,9 triệu ạ. Đeo thử lên tay đi. Tính dày chứ. Size mặt 40 ạ. Thêm tiếp một em Senko của Nhật nhé. Có lịch ngày, lịch tháng này. Số 32 có giá là 3,500,000. Tất cả dây bằng thép không gỉ. Dai pan đây ạ. Size mặt 32. Nên tiếp một chiếc của nữ nhá. Số 33 có giá là 2,1 triệu ạ. CK này. Của em của nữ. Đẹp chưa ạ? Màu vàng. Con này của Thụy Sĩ ạ. Đấy, còn mới nguyên. Số 33 2,100,000. Lên tiếp một em cơ Psycho. Size mặt 36. Số 34 2,500,000. Đẹp. Lên một em nữ Thụy Sĩ. Số 35 có giá là 1,500,000. Size mặt 30. Chiếc cuối cùng số 36 có giá là 1,1 triệu của Rolex ạ. Size mặt 27. Số 36 có giá là 1,100,000. Bác nào mua thì liên hệ 0822281999. Em xin cảm ơn ạ.